1.300.000 là tiền đồ ăn thôi đúng không? Đúng không? 1.179.000 tiền đồ ăn. Vậy là mình bị lỗ gần 200. Thiếu. Mọi người bù đi, em mua đồ ăn vặt rồi. Đưa đồ ăn vặt với trái cây cũng hơn 500 ạ. Không về mà. Gì do? Không bỏ rác đâu nhỉ? Tự nhiên rửa tóc ta. Ví dụ như Duy Anh hoặc là Khoa Duy. Khoa đi. Khoa, anh Duy. Duy, Duy đều nhỏ hơn chị. Anh Duy lớn hơn, anh Duy 31 tuổi. Khoa chị xưng một tên. Em Duy. Duy Anh. Tại vì lúc đầu em xưng chị với chị cho nên là chị xưng chị với em luôn. Hello, what's your name? My name is Kim. Kim. Kim, you can call me Kim. Oh, you know English? Yes. Oh, okay, good. Yeah. Where you come from? Me? What do you think I come from? Việt Nam chắc vậy. Việt Nam chắc luôn. I don't know if it's Vietnamese. Nhật. Nhật. Người kia. Hả? No. Malay. Malay. Nhưng mà cái nó có vị Malay này phải không? Malay. Malaysia đúng không? Malaysia. Anh chỉ biết nói một ít tiếng Việt thôi chứ không có nói được nhiều đâu. Biết. Cho nên là những bốn bạn nữ ai mà biết nói tiếng Anh tốt thì sẽ. Bạn này cũng xạo luôn nè, đang còn nói giọng kiểu sao để mình đổi giọng. Không phải. Giọng thật của bạn đó. Ồ sao giống ở nước ngoài vậy? Sao chương trình này toàn là người nước ngoài về không người ta? Không, mình là người Việt Nam. Ủa mà giọng tự nhiên cũng lại là. Ủa sao vậy? Như là bây giờ mình ăn cho cả nhà mình tới một bữa nè. Mình giới thiệu một tí nhờ. Chắc hấp bụng nhá. Đói. Bình tĩnh. Đói đúng. I agree. Mình giới thiệu theo chiều kim đồng hồ nhá. Mình tên là Duy. Thì hiện tại mình 31 tuổi. Hồi xưa thì anh rất từng tham gia nghệ thuật. Nhưng hiện tại thì anh đang chuyển sang những lĩnh vực khác. Y như là anh bảo vệ nè. Nhưng mà bây giờ anh làm nhân viên phục vụ. Anh hiểu không? Chút. À chút. Hơi. Yên tâm đi, các người phiên dịch cho anh. Ok. Hello mọi người, em là Tiên. Mọi người hay gọi em là Tiên. Hôm nay em 22 tuổi. Em là sinh viên năm cuối. Em học Đại học Kinh tế Luật. Một doanh nhân tương lai. Tới lượt anh. Xin chào cả nhà. Mình tên Chiến. Chiến trong chiến trường á. Bởi vì bố của mình tên Trường. Tại thì mình làm tự do, kinh doanh tự do. Với thỉnh thoảng thì có đi về làm đẹp. Mọi người đói chưa? Đói. Ăn thôi. Biết vậy nãy đừng ăn bánh mì. Mới ăn bánh mì. Khi ăn thì chắc là mình sẽ đọc thư của chương trình trước nha cả nhà ơi. Có một cái lá thư. Em sẽ đọc lên nha. Sau khi dùng xong bữa trưa, các bạn sẽ có một thử thách của chương trình. Các bạn sẽ chia làm hai nhóm nam và nữ. Mỗi nhóm sẽ tự dựng và trang trí lều nhóm. Nhóm nào dựng lều và trang trí đẹp hơn thì sẽ nhận được một phần thưởng là một chầu trà sữa. Nhóm còn lại phải đi chợ nấu ăn tối nay. Wow. Thử thách hơi khó nha. Em nhìn Khoa cảm giác lớn hơn cho nên bị sưng liều á. Cứ em hỏi á, liều liều á. À là Khoa sưng với... Không, mình bị liều á. Nhìn lớn hơn. Nhìn tại vì cao quá. Không phải già mà lớn là cao to quá. Cho nên mình cứ hay bị liều á. Được rồi, nói em được không? Luôn à. Mục đích của Khoa tham gia chương trình này là gì? Bạn tới đây để làm gì? cười thôi, tự nhiên cười. Con bác rồi đấy, im. Ở ngoài đường rất là nhiều mà. Tại sao không kiếm ngoài đó? Cũng có lý, tham gia vui hơn, tham gia ở đây vui hơn. Nếu mình kiếm được thì mình dắt về, nếu mình không kiếm được thì mình có bạn bè mới. Rất nhiều bạn bè. Và có những cái trải nghiệm á, nó khác biệt với ngoài đời sống của mình. Tại vì ở ngoài đời thực nha, kiểu không quen biết nhau, không bao giờ mà ngồi ăn chung gì hết trơn á. Cũng không có nói chuyện luôn. Xin số điện thoại cũng sẽ không cho, tại vì cũng liên quan gì biết nhau đâu cho. Thì cái kia nọ á, rất là khó tiếp xúc. Sau bữa tiệc trưa, wow. Các bạn đã lên nhận phòng để nghỉ ngơi. Ôi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 giường à. Wow, đẹp thế. Mình sẽ nằm ở dưới này. Nhà của chúng mình đây. Tới nhà rồi. Ủa, có 4 giường luôn. Xịn. Các bạn có 15 phút để dựng lều. 15 phút là gì? 15 phút. Được. Cái cửa đâu? Đây nè. Cái cửa phải hướng ra ngoài. Tìm cái cửa đâu. Ê, bên kia bỏ vô rồi kìa, bỏ vô đây nè. Đây kìa. Bên mình chắc rồi. Còn một cây nữa, còn cây một nữa cây đâu nữa kia. Thật mạnh quá vậy. Chín ơi, căng bên góc bên em đi. Góc bên kia kìa. Góc này sao nó cứ vậy kìa. Mình phải đút được cái cây này vô đây nè. Kìa, giống như bên kia làm kìa, mọi người nhìn là biết hiểu à. Bên kia xong rồi kìa. Đó, đó, đó. Xong xôi. Good job team. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Em muốn sửa tôi chân trâu đường đây. Yes. Ồ, tôi đánh nhanh hơn rồi. Cái này khó lại. Ok mọi người ơi, kết quả thì đội này sẽ chiến thắng. Nếu không có sự xuất hiện của đội chúng ta. Ok, đội chúng ta sẽ có một thử thách chia ra làm đôi rồi đúng không? Thử thách của mình là rất là khó khăn, mình phải uống trà sữa, rất là mệt mỏi. Còn bên này á, thì sung sướng hơn. Mọi người phải đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. Mà tối nay thì mình ở đây thì không khí nó cũng khá là mát mẻ. Chúng ta sẽ quyết định là ăn barbecue. Ăn đồ nướng thì cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ order đồ ăn để cho đội này đi chợ. Ok. Cố lên. Buổi trà sữa ngắn đã vô tình tiết lộ một bí mật giữa Khoa và Kim. Bữa gặp Khoa đó mà Khoa diễn thời trang đúng không ta? Ủa, gặp rồi hả? Gặp rồi hả? Cái lúc mà diễn cái ngày... Ok, nói rồi, đúng. Nói đi. Xin lỗi. Lâu quá rồi. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cũng để lại những sự nghi ngờ. Buổi tối nay, các bạn sẽ có một bữa tiệc barbecue để chào đón mọi người. Các thành viên đã chia làm hai nhóm, một nhóm đi chợ. Giờ mấy anh đi vô chợ cũng chắc đẹp luôn. Mua rau và mua than trước, còn lại là chúng ta bao nhiêu tiền chúng ta sẽ dồn hết vào mua thịt. Đấy, tối nay ví dụ mà kết như thế nào đấy thì hẹn hò nhau đi ăn riêng, cái kiểu vậy. Thế mà ở nhà mình không biết mình đem đồ ăn vặt theo. Thôi ở nhà em định vậy rồi đó chị. Chị hôm qua định mua rồi nhưng mà chị nghĩ là qua đây mình mua cũng được, nhưng mà đâu có nghĩ là mình ở bên này. Ở bên này thì không có đồ ăn vặt, không đi mua. Thôi vừa mình lên lấy danh sách đồ ăn á. Nhóm uống trà sữa ngồi điều hòa mát lạnh. Thích thực sự luôn ấy. Gục ngã. Bao nhiêu? 30 cơ. 30 hả? Lấy một ký này. Lấy gì ạ? Mình có biết. Bố mẹ phải đi tập. Anh tập ở đâu vậy? Năm giờ sau đây. Quảng 2. Cũng gần đây mà. Ủa là anh tập chung với team hả? Anh tập chung với team. Bây giờ là đội đang nghỉ. Nhưng mà còn đi tập với mấy anh bấm đi. Viên khác thôi. Tập chung á. Để cho mình hôm khi nào thi đấu lại để cho mình không mệt. Luyện thể lực. Dạ, luyện thể lực. Hai tháng nhảy á. Thật sự em đi tập. Thi nhảy á. Nhảy đứa khác. Đi nhảy hả? Thể thao sinh viên. Buổi tối nay, các bạn sẽ có một bữa tiệc barbecue để chào đón mọi người. $1,300,000 là tiền đồ ăn rồi đúng không? Đúng không? 1,179,000 tiền đồ ăn. Vậy là mình bị lỗ gần 200.
thiếu. Mọi người bù đi, em mua đồ ăn vặt rồi. Đưa đồ ăn vặt với trái cây cũng hơn 500 ạ. Có về mà. Gì bỏ rác đâu nhỉ? Tự nhiên rửa tóc ta. Ví dụ như Duy Anh hoặc là Khoa Duy. Khoa đi. Khoa, anh Duy. Duy, đừng nhỏ hơn chị. Anh Duy lớn hơn, anh Duy 31 tuổi. Khoa, chị xưng bằng tên. Em Duy. Duy Anh. Tại vì lúc đầu em xưng chị với chị cho nên là chị xưng chị với em luôn. Đây là gọi toàn Duy Anh. Hay lúc đầu em gọi chị bằng chị. Rồi gọi em bằng em. Thường hay số kiếp đàn bà hơn 53 tuổi là đàn em cắt giảm rồi. Để xem các cụ dặn được bao lâu. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Thời thế nó thay đổi thế kỷ 21. Đàn bà làm nóc. Đàn bà làm nóc. Đàn nữ bình đẳng. Nhưng mà thấy vô lý đúng không? Ví dụ như nha, còn phụ nữ á, sinh con xong thì mang nặng đẻ đau này, nhưng mà sinh con xong là con lại mang họ của chồng. Cơm nước nhà chồng tam tòng tứ đúc, công dung ngôn hạnh cái gì vân vân và vân vân. Đó là những thứ hồi trước tới giờ đã là phong tục tập quán, đó là truyền thống của Việt Nam rồi. Là... Do mọi người tục rồi chỉ ấy. Còn thay đổi sao? Cho nên chị nghĩ là cái hình tượng chị hướng tới sẽ là một người nóc. Ở đây, nguyên tắc ở đây, chân lý sống ở đây, mọi thứ đều ở đây. Họ sau, giờ vẫn đi. Họ sau, giờ vẫn đi. Giờ vẫn chưa có gì. Bởi vì đang chờ anh Duy Anh. Không, Duy Anh kiểu hả? Kiểu... Đúng rồi. Nhưng mà Duy Anh kiểu đó. Hình như là kiểu gay gắt với Hằng á. Đúng không? Cho nên là tôi chưa giờ thấy kiểu bạn hơi gay gắt đấy. Mình thấy bạn... Bạn liêu quan điểm bạn ra thì mình... có quan điểm của mình để mình nói lại để cho nó có câu chuyện đấy. Thực ra thì em hơi nóng tính một chút cho nên là em nghĩ em làm nóc, còn người yêu em thì là kiểu phải chịu đựng. Tính của bạn là không khác gì là tính gia trưởng của một người đàn ông ấy. Tính của Hằng giống như một người đàn ông, nói thẳng này, cũng hơi nóng tính. Đặt mục tiêu là phải làm cho bằng được. Nói chung là giống đàn ông. Mình có ý kiến chút. Hỏi riêng bạn thôi. Bạn nghĩ sao về một người đàn ông gia trưởng? Bạn nghĩ sao một đàn ông gia trưởng là bạn đó sẽ là không nằm trong danh sách của mình được, tại vì mình là người gia trưởng. Cái tính gia trưởng ấy là tốt hay nó xấu? Thì nó xấu. Xấu à? Ừ. Quan điểm của bạn đấy nó có hai cái trong một cái quan điểm, nó có hai cái luận điểm là nó mâu thuẫn với nhau. Đấy, một người có tính gia trưởng nhưng mà lại không thích một người gia trưởng. Nói chung là mình không thích đàn ông mà kiểu hay bắt lý lẽ. Quan điểm mọi người khác nhau mà. Mình không thích kiểu một người bạn gái mà bắt đàn ông phải như thế này, bắt đàn ông như thế này. Ừ, cuối chương trình hai người mà quen nhau tôi cười thôi. Chiến ở trung lập. Chưa mà mới ngày đầu tiên mà hợp hay không hợp nó là một chuyện, còn việc mình có cảm giác với người đó không là một chuyện nữa. Có thể trong bốn người mình sẽ không có cảm giác với ai hết, hoặc cũng có thể mình có cảm giác với một hai người, còn tùy. Hoặc là hôm nay mình có cảm giác với người này, mai người thích người khác, nó sẽ thay đổi. Đúng rồi, đường còn dài lắm. Duy Anh đang muốn tiếp cận Hằng nhưng thái độ của Hằng lại cho thấy một tín hiệu không vui. Sự xuất hiện của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã gây chút tò mò cho Thủy Tiên và cô nàng đã quyết định theo anh đến sân tập. Để đi coi tập à? Để coi tập, em chưa bao giờ coi, muốn đi xem thử.
Ủa nhưng mà người ngoài có được vào không? Hay là... Chắc không. Tùy theo đi hướng là viên đó. Không biết có cho không? Cho vô trước. Ôi. Đập xong mới giảm mệt luôn á. Không muốn đi làm gì nữa đâu. Đi về nổ. bây giờ đang buồn ngủ nè. Đi tập còn buồn ngủ. Tập xong giờ còn buồn ngủ. Chứ hồi lên xe ngủ. Ngủ luôn. Không làm gì nữa. Ờ, gia đình hết ở Mỹ. Bố mẹ, anh chị ở Mỹ hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà chỉ có cô và dì và bác ở đây. Và hả? Ý là có một cái lý do đặc biệt gì không? Anh lại về Việt Nam hả? Ờ. Ở Việt Nam gì? Ý là tại vì sao anh lại từ bên đấy về đây á? À, cái này có chơi bóng rổ nhưng mà không biết bóng rổ ở Việt Nam. Nhưng mà qua đây thăm gia đình, thăm cô vậy mấy đó. Nên đi ra ngoài chơi bóng rổ. Mới biết người ta hỏi có chơi cho VBA. Khoa nói không biết cái đó là gì luôn á. Khoa đi, nó hỏi đi try out. Giống mà đi thử. Khoa đi thử, có mấy huấn luyện viên muốn Khoa. Khoa nói ok chơi luôn. Nên bây giờ 5 năm rồi còn chơi bóng rổ ở Việt Nam. Cũng một cái duyên. Cũng vui. Tưởng Khoa hết chơi bóng rổ rồi. Xong còn đi đại học á. Đi đại học nhưng mà nói kệ đi. Đi học online đi qua đây chơi bóng rổ. Việt Nam vui mà. Hồi xưa trong trường cấp 3 của em cũng có đội bóng rổ. Kiểu như ở Việt Nam thì thường là sẽ cho bóng rổ mà kiểu học sinh sinh viên thôi. Chứ hồi trước thì không có dạy chuyên nghiệp đâu. Hiểu rồi. Vài năm rồi. Cũng có bạn chơi bóng rổ luôn. Vui mà. Thấy vui lắm. Chưa chơi à? À hồi xưa có chơi bóng chuyền. Bóng chuyền giống nhau. Hồi xưa là đội tuyển bóng chuyền. Nhưng mà một tay thôi, không phải hai tay. Nó có thể đọc với lại là thất nữa. Chơi rồi, kiểu... biết chơi mà. Volleyball đúng không? Đúng volleyball đúng. Có chơi, vui. Hôm nay, mai không đi làm đúng không? Không, em nghỉ rồi, cho nên em ở nhà thôi. Ở nhà thôi em, à? Em chỉ làm việc cá nhân thôi. Ok. Chứ không có việc gì nữa. Đi tập nhiều, coi. Ngồi đây. Ngồi đây được hả? Ok. My guy, thank you. He wants me to wear the next level. What's up, bro? Steph just gave me one. Damn, you all sweaty. The love house, bro. The love house. You're doing it. Huh? You're doing it. You said you're not doing it. I said I was. You said you're fixing it. They're recording right now. I know, but you told me. I was, but then they wanted to record. It's a little bit smaller. Okay. But yeah, no, our car. Xem ra cô nàng không đủ kiên nhẫn với môn thể thao này rồi. Sẽ về chuẩn bị với mọi người á. Ngày mai dạy em ném. Ủa là lên đây mình làm gì vậy chú? Nhóm thang hả? Vì muốn kéo gần khoảng cách với Sa, anh Duy chủ động rủ Sa lên sân thượng cùng nhóm lửa với mình. Có chừng chú à, thang này cháu mua đúng không? Đâu có đâu, anh Duy mua luôn á. Anh Duy là chú không? Ủa cái anh gì đó chú anh... Duy Anh hả? Đúng rồi, anh Duy Anh á. Thì mua thang á là phải mua thêm que đóm gì để mua hoặc mua dầu hôi nữa. Chứ không vậy thì chứ không có cháy nổi.
nhưng mọi nỗ lực của anh chàng dường như đều không được Sa chú tâm. Cuối cùng đành phải nói thẳng. Nhưng mà cháu nhìn coi, trong tất cả bốn bạn nam á, tại sao gọi bằng chú cháu sao tự nhiên chú bị ngượng quá. Không lẽ về chú nói cháu có thích chú không? Hiểu lúc đầu chú kêu bằng chú chị. Ơi chọc em lo chứ sự trong bốn bạn nam á thì em ấn tượng ai nhất? Em vẫn chưa ấn tượng được với ai. Chưa ấn tượng được với ai luôn hả? Đúng rồi. Em thấy Duy Anh sao? Duy Anh thì kiểu là cái lúc mà ảnh đi chợ chung với em á thì ảnh là người chủ động mua đồ, mua than, mua nước các thứ. Ta đang tình cảm thiệt chứ nhảy vô đúng lúc ghê luôn. Đáng yêu thật. Đúng lúc này thì Chiến lên cứu tinh. Sa, em thấy anh Chiến như thế nào? Thì em thấy cũng bình thường. Cũng bình thường hả? Em thấy Chiến dễ thương chết đi được á. Thì nhìn mà anh kiểu cũng dễ thương đó. Chứ em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng dễ thương đó. Thiệt luôn á. Tại vì mới có một ngày thôi, cũng chưa tìm hiểu nhiều được. Tự nhiên là hơi ngại đúng không? Hơi ngại đúng không? Hỏi thật á, từ xưa tới giờ chưa từng quen ai hả? Đúng rồi. Chưa từng quen ai luôn. Chưa từng. Có mối quan hệ chính thức. À có nghĩa là cũng quen rồi nhưng mà kiểu như là... Kiểu như nó mập mờ thôi. Mập mờ là trong mối quan hệ mập mờ đó có nghĩa là mình chỉ đang mến nhau chứ chưa ai là tỏ tình ai là yêu để yêu thôi đúng không? Giống như là... Để như mến nhau thôi đúng không? Cái cách này nọ cũng giống như là những người yêu nhau nhưng mà nó không phải là yêu nhau nhưng mà bạn cũng không phải bạn. Sao khó vậy ta? Sao bây giờ... Thì đó. Có nghĩa là một trong hai thương nhau nhưng mà không có tỏ tình ra đúng. Thì nó sẽ yêu đương thương đúng không? Không phải là yêu đơn phương luôn, cũng có hai thích nhau nhưng mà không có ai tỏ tình với ai đó. Dạng vẫn như là vẫn chăm sóc nhau kiểu như người yêu nhưng mà thực sự cũng chưa có tỏ tình, chưa có xác định là yêu nhau đúng không? Nhưng mà mối quan hệ mập mờ đôi khi đó cũng có giả dối ở trong đó nữa. Thì đúng rồi, tại vì không cái đó là không có xác định mà. Mình đúng không rồi, có xác định, mình chỉ là quan tâm tới người ta thôi. Mình quan tâm tới người ta và mình biết người ta quan tâm tới mình. Nhưng mà mình vẫn với họ vẫn chưa là gì hết trơn, chỉ là quan tâm nhau thôi trên mức bạn bè. Kiểu như mối quan hệ dưới tình yêu hiểu. Ở trên tình bạn dưới tình yêu đúng không? Đó là kiểu như vậy đúng không? Qua sau buổi tập cũng đã về tới và lên gia nhập buổi tiệc cùng với mọi người. Mỏng lắm. Tươi tươi nè. Không mình lăn lên. Em giống như kiểu em bưng một cái, bóng một cái nó tự dính vào cái mặt rồi nó bắt đầu lăn. Và sau khi Khoa về, Thành dường như đã trở nên thân thiện, vui vẻ hơn. Chị rơi với chưa nói giọng ní Khoa hiểu không? Hả? Chưa nói cái tiếng ní đây, mà cái tiếng ní là Khoa đó. Đừng tiếng nha. Ông không hiểu. Nói đừng tiếng nha gì vậy? Thất được với, thất được hè. Ủa? Chị nói giọng Huế. Ní đây. Chưa là thôi mình nặng đi nữa. Nói tiếng bình thường Khoa đã cũng không hiểu rồi chứ đừng nói tiếng đó. I don't understand what you're saying. Hi. Do you understand what I'm saying? Một pha phản nam cực gắt. Phải đọc cực gắt luôn. Đến từ vị trí. What are you talking about? I'm too stupid. Are you too stupid? I'm too stupid English nữa. I agree. Đó là tám miệng. Oh my god. Chị không hiểu đâu. Người Việt nói tiếng Anh mà nghe như người Thái nói tiếng Anh vậy hả? Nó nặng tiếp đến nọt nhiều đấy. À đúng rồi, đúng. Có nghĩa là chưa là không phải là nặng cái ní. Dạ thật sự. Có lẽ là mình chưa chưa là mình nặng cái ní đâu mà mình thắng nè. Ok. Nấu xong để cho anh ăn hả, đúng không? Ok, nói không? Biết hiểu rồi, hiểu rồi. Hết nói chuyện luôn. Em tưởng đá nó tan ra. Xong. Chưa bỏ nước trà vô hả? Em phải hốt môi, rớt tràn rồi, đó là em phải lâu ý. Chị có hiểu không? Khoa hiểu á. Translate. Em còn không hiểu mà. Emote, nó giống như là cái gì á. Quá, cái gì kiểu quá đó. Lại quá. Không hiểu đâu. Không tin. Mệt. Ok. Trời ơi, em tưởng nước đá nó đang tan ra. Thấy chú này hết làm luôn, rớt đồ ăn rồi. Rớt nữa kìa. Xong luôn, chị coi thôi. Khoa thích Kim. Biết, đẹp, dễ thương, biết giận. Thích của Kim, khi nào Kim ném rổ dạ dâu. Ném đi. Thử nha. Thử đi. Hồi xưa bị rớt cái môn này nè. Đèn nhựa không bả? Wow. Biết chơi mà. Sao. Khoa thích con gái thể chơi thể thao được,
khi nào Khoa chơi bóng rổ và con gái đó chơi bóng rổ ít Khoa được. Đối với mình ấn tượng nhất là đối với Khoa. Khoa rất là vui tính, tại vì cái giọng nói của Khoa cũng rất là khác mọi người, vì Khoa là không phải là người Việt Nam á, cho nên là Khoa nói chuyện rất là lơ lớ, nghe rất là dễ thương. Mà mình rất hay chọc Khoa, tại vì thấy bạn ấy kiểu nhiều khi mình chọc bạn ấy không hiểu là mình đang chọc bạn đó, cho nên là rất là vui tính. Đây là cũng nói đùa thôi, nhưng mà kiểu là Khoa là một người khá là vui tính, cho nên là mình cảm thấy rất là ấn tượng về cái sự hòa đồng của Khoa. Anh em ơi, 1, 2, 3 vô, 2, 3 vô, 2, 3 vô. Chào tay. Chào. Ngon, các bạn ngon. Các anh Khoa đầu bếp, chị anh chặt gà, đó là tay. Sao đâu? Không, đầu tiên là phải chị ân tin đi chợ. Dạ. Mua rất là nhiều đồ ăn. Cảm ơn. Rồi, hết rồi. Hả? Tim này chợ. Đây tim này là tim mua quà vặt, quà ăn vặt, bim bim mà hoa quả các thứ. Vỗ tay. Vỗ tay. Thôi, anh nghỉ á. Có tên gì? Sarah for bếp. Mở lại em luôn. Chào con thầy luôn. Vỗ tay luôn. Đây. Được chắc rồi. Anh rửa chén, còn anh trắng bát, chén bát. Chiến cũng... Rau. Xong là anh Duy, bây giờ anh phải rửa chén. Ok, rửa luôn. Sợ luôn á. Thật ra thì mới có một ngày thôi, cho nên là mình cũng chưa có để ý tới ai hay là ấn tượng ai. Mà hôm nay thì mình có tiếp xúc với lại anh Duy và có tham gia trò chơi thử thách các thứ, thì thấy anh Duy có vẻ vui vẻ, hòa đồng hơn. Mà hôm nay mình lại nói chuyện với anh Duy nhiều hơn, cho nên là có lẽ là mình cảm thấy là mình sẽ kiểu như là cảm thấy nói chuyện với anh Duy sẽ thoải mái hơn. Là Duy ấn tượng về bé Sa. Bé Sa. Bé rất là dễ thương mà trẻ con á, với lại bé cũng nhỏ hơn Duy đúng 12 tuổi. Duy cứ hay chọc bé là chú cháu với nhau, cho nên là Duy để lại để ý bé Sa nhất.